Xin chào quý vị khán giả, rất vui vì quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Yoga Sự Trải Nghiệm, một chương trình phát sóng dài kỳ trong dài giờ, sức khỏe và hạnh phúc trên kênh truyền hình An Viên. Trong chương trình hôm nay, quý vị sẽ cùng chúng tôi thực hành một số asana có tác dụng đặc biệt tốt, giúp cho cuộc sống của chúng ta khỏe mạnh và dẻo dai. Trước khi bắt đầu buổi tập, xin quý vị lưu ý. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi động. Đầu tiên khởi động khớp cổ. Xin mời ngồi thẳng lưng, xếp bằng trên thảm, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay để ngửa, thư giãn. Xin mời. 1. Cúi cổ xuống, cằm chạm ngực, ngửa ra sau. 2. Cúi xuống. 3. Ngửa ra sau. 4. Lần thứ 3, cúi xuống, ngửa sau. Thôi. Quay cổ nhìn sang phải. Quay ra trước, nhìn sang trái. Quay ra trước, nhìn sang phải. Quay ra trước, nhìn sang trái. Quay ra trước, chúng ta xoay tròn khớp cổ. Xin mời nghiêng đầu sang phải, ngửa ra sau. Nhắm mắt và cảm nhận chuyển động của khớp cổ. Nghiêng sang trái. Lần thứ 2, nghiêng sang phải, ngửa ra sau, nghiêng sang trái, quay ra trước. Lần cuối cùng, nghiêng sang phải, ngửa ra sau, nghiêng sang trái. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động khớp vai. Chuẩn bị. Hít vào, nhô vai lên. Quay ra sau. Lặp vòng thứ 2. Thôi. Xin mời quay ngược lại. Bắt đầu. Quay ra trước, thôi. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với hít thở. Khi hít vào chúng ta nhô vai lên và thở ra thì hạ xuống. Bắt đầu. Hít vào, thở ra. Lần thứ 2, hít vào, thở ra. Lần cuối cùng, hít vào, thở ra. Thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển động khớp vai. Xin mời dang hai tay ra. Đặt hai tay lên vai. Chúng ta sẽ quay từ trước ra sau 3 lần. Bắt đầu. 1. Chuyển động nhẹ nhàng. 2. 3. Xin mời quay ngược lại. 1. 2. 3. Thôi, thư giãn. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp khuỷu tay. Xin mời dang hai tay ra. Chúng ta thả tay vuông góc và để chuyển động tự do. Thôi. Xin mời dang hai tay ra. Bây giờ chúng ta sẽ quay khớp khuỷu tay. Xin mời úp hai tay xuống. Chuyển động xuống, qua mặt, lên trên, sang ngang, xuống, qua mặt, lên trên, sang ngang. Xin mời ngửa tay. Chúng ta sẽ chuyển động ngược lại từ trên xuống dưới, lên trên, qua mặt, xuống dưới, sang ngang, lên trên, qua mặt, xuống dưới, sang ngang. Lần cuối cùng, lên trên, qua mặt, xuống dưới, sang ngang. Xin mời thư giãn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động khớp cổ tay. Xin mời dang hai tay ra, dựng hai bàn tay vuông góc. Chúng ta sẽ quay tròn cổ tay từ trước ra sau 3 vòng. Xin mời 1 2 3. Xin mời ngược lại 1 2 3. Hai tay sang ngang, tay vuông góc, nắm lại, ngửa lên trên, gập ngón tay, duỗi ngón tay. Lần thứ hai, tay vuông góc, nắm lại, ngửa lên trên, gập ngón tay, duỗi ngón tay. Lần cuối cùng, 1 2 3 4 5. Xin mời thư giãn. Xin mời ngồi. Hai bàn chân chạm nhau. Cố gắng càng sát gần với thân mình càng tốt. Hai tay nắm lại, đặt dưới hai bàn chân. Chúng ta sẽ tập tư thế hồ điệp. Bắt đầu. Tư thế này giúp cho khớp háng được mềm dẻo, làm nóng lên. Thôi. Vẫn giữ tư thế đấy, chúng ta sẽ kết hợp với hít thở. Xin mời ngồi thẳng lưng. Hít vào, từ từ đưa hai chân lên sát với cánh tay. Thở ra. Lần thứ hai, hít vào, thở ra. Lần thứ ba, hít vào, thở ra. Tiếp theo chúng ta kết hợp thở và cúi xuống để kéo giãn cột sống. Bắt đầu. Hít vào, thở ra và từ từ cúi ra phía trước kéo giãn cột sống. Hít vào, từ từ ngồi dậy, lưng thẳng. Lần thứ hai, hít vào, co chân lên, thở ra và từ từ cúi xuống. Cúi sâu nhất có thể. Hít vào, từ từ ngồi dậy, lưng thẳng. Lần thứ ba, hít vào, từ từ đưa hai chân lên sát cánh tay. Thở ra, hạ chân xuống và từ từ cúi người ra phía trước kéo giãn cột sống, mông sát thảm. Hít vào, từ từ ngồi dậy. Thôi, chúng ta lại thực hiện tư thế hồ điệp một lần nữa. Xin mời. Thôi. Bây giờ xin mời chúng ta đứng dậy. Chúng ta sẽ khởi động khớp eo. Xin mời hai tay lại, vươn lên kéo giãn cột sống. Chân trái vuông góc. Chúng ta sẽ quay từ trước sang bên trái 10 lần. Xin mời 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thôi. Xin mời thu chân trái về. Chân phải vuông góc. Chúng ta quay từ phía trước ra phía sau 10 lần. Bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Thôi. Xin mời thu chân về. Hai chân song song. Chúng ta sẽ quay về phía phải, phía trái mỗi bên 2 lần và quay thật mạnh. Bắt đầu bên phải 1, 2, bên trái 1, 2. Thôi, xin mời hạ tay xuống, thư giãn. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp đầu gối. Xin mời chống hai tay lên hai đầu gối, cú người xuống, hai chân mở rộng. Chúng ta sẽ quay đầu gối từ ngoài vào trong. Xin mời 1, 2, 3, ngược lại 1, 2, 3. Xin mời hai chân khép lại, tay chống lên đầu gối. Chúng ta sẽ quay hai đầu gối cùng một phía. Bắt đầu từ trái sang phải. Xin mời 1, 2, 3. Ngược lại từ phải sang trái 1, 2, 3. Thôi, xin mời đứng dậy thư giãn. Bây giờ chúng ta sẽ khởi động khớp cổ chân. Đưa đầu gối vuông góc. Chúng ta sẽ quay 1, 2, 3. Ngược lại 1, 2, 3. Xin mời hạ chân. Giơ chân trái lên. Bắt đầu khởi động khớp cổ chân bên trái 1, 2, 3. Xin mời ngược lại 1, 2, 3. Xin mời thư giãn. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi động khớp ngón chân. Đặt bàn chân vuông góc với thảm, ngón chân gập lại, hai tay đặt lên gối. Chúng ta sẽ ấn 1, 2, 3. Bây giờ duỗi ngón chân ra, bàn chân vuông góc với thảm 1, 2, 3. Đổi chân, xin mời chân trái. Gập ngón chân lại, tay đặt lên gối trái, ấn 1, 2, 3. Xin mời ngược 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ đưa chân ra, vẩy chân cho mềm khớp. Tiếp theo chân trái. Rồi, xin mời thư giãn. Bây giờ chúng ta ngồi xuống, chuẩn bị lăn lưng. Xin mời ngồi lên đầu mép thảm. Hai tay đan vào nhau, ôm lấy gối. Chúng ta sẽ lăn lưng 8 lần. Bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin mời nằm thư giãn. Hai chân dang rộng, sát mép thảm, hai lòng bàn tay để ngửa. Hít thở đều, khi hít vào phình bụng ra, thở ra thót bụng lại. Cảm nhận tất cả trọng lượng cơ thể dàn trải trên thảm. Thư giãn. Xin mời tay phải qua đầu. Chúng ta nằm nghiêng người. Xin mời tay chống tai. Chống tay trái và chân trái, xin mời ngồi dậy. Thư giãn. Chuẩn bị tập Asana ngồi dậy khó. Đầu tiên, hai chân khép lại, hai bàn tay xuôi theo thân và lòng bàn tay úp. Bắt đầu. Hít vào, khi hít vào Hai cánh tay giơ lên phía đầu, áp sát tai. Xin lưu ý hai cánh tay áp sát tai. Thở ra và từ từ ngồi dậy. Từ từ cúi xuống. Hai tay nắm hai ngón chân cái. Nín thở 8 giây và giữ tư thế. Lưu ý là ở động tác này, việc giữ thẳng chân là rất quan trọng. Và chúng ta có cúi được đến đâu thì tốt đến đấy. Và khi tập đã mềm dẻo rồi thì chúng ta sẽ cúi sát được với đầu gối. Giữ tư thế 8 giây. Sau đó khi hít vào, từ từ ngồi dậy. Lưu ý hai cánh tay phải áp sát tai và nằm ngửa ra. Thở ra và trở về tư thế ban đầu. Hai điểm quan trọng của asana này, thứ nhất là hai cánh tay luôn áp sát tai, và thứ hai là khi chúng ta cúi xuống phải giữ chân thẳng, đầu gối thẳng. Như thế mới kéo giãn được. Hít vào, từ từ ngồi dậy và nằm ngửa ra thảm. Thở ra và trở về tư thế ban đầu. Thư giãn. Lần cuối cùng chuẩn bị. Hai chân khép lại. Hai bàn tay xuôi theo thân, úp xuống thảm. Hít vào, hai tay đưa cao qua đầu. Thở ra và ngồi dậy. Từ từ cúi xuống. Tay nắm ngón chân cái. Bàn chân vuông góc, chân để thẳng. Hít vào, từ từ ngồi dậy và nằm ngửa ra thảm. Thở ra và trở về tư thế ban đầu. Xin mời thư giãn. Asana cây cung có tác dụng tốt cho cột sống, giúp cơ thể phát triển đều đặn. Và nếu mà thanh niên tập thì có thể giúp cao lên. Để bắt đầu, hai chân khép lại, hai tay xuôi theo thân. Bước 1, trán mũi chạm thảm. Hai tay nắm hai cổ chân. Bắt đầu, hít vào, từ từ căng người lên. Mắt nhìn trần, nín thở 8 giây. Ở asana này lưu ý, cố gắng chúng ta đẩy chân ra phía sau, càng xa càng tốt thì cơ thể sẽ được căng. Mắt nhìn vòng lên trên trần và cố gắng càng ngửa ra sau, càng xa càng tốt. Thở ra, chúng ta từ từ hạ chân xuống, trán mũi chạm thảm và trở về tư thế ban đầu. Asana này quan trọng nhất là khi hít vào, chúng ta phải hít sâu và thật đủ. Sau khi tập asana này 8 lần thì chúng ta chuyển qua nằm ngửa, tay phải đưa qua đầu, nằm thư giãn. Và chúng ta ngồi dậy, tay phải qua đầu, xin mời nằm nghiêng, thư giãn. Bây giờ chúng ta sẽ tập asana cánh cung. Bây giờ chúng ta sẽ tập asana con mèo. Asana này có tác dụng tốt đối với cột sống, làm mềm dẻo cột sống. Để bắt đầu, chúng ta ngồi quỳ trên thảm, hai tay đặt lên đùi thư giãn. Sau đó hai tay đặt ra phía trước thảm, thân người song song với thảm, hai chân tách rộng vừa phải, bàn chân vuông góc với thảm và ngón chân hướng ra phía trước. Động tác này xin lưu ý, hai tay và hai chân luôn song song với nhau và thân người song song với mặt thảm. Bắt đầu lần thứ nhất. Hít vào. Khi hít vào, chúng ta võng lưng xuống, đầu ngửa ra phía sau, mắt nhìn trần. Hít vào thật sâu và nín thở 8 giây. Thở ra và từ từ cúi đầu xuống, cong lưng lên hết cỡ, thở ra hết. Lưu ý cằm chạm ngực. Lần thứ hai. Hít vào. Hít vào thật sâu, hơi thở sâu đều chậm. Thở ra và từ từ cong lưng lên, cằm chạm ngực. Asana này chúng ta sẽ tập 8 lần. Bây giờ chúng ta sẽ tập asana con mèo. Asana này có tác dụng tốt cho lưng, eo và hệ thống tiêu hóa. Chuẩn bị. Hai tay đặt ra phía trước, lòng bàn tay úp xuống thảm. Vươn người song song với thảm. Hai chân dang rộng bằng vai. Chân và tay song song với nhau. Hít vào. Ngửa mặt lên, cong người xuống. Nín thở 8 giây. Thở ra và từ từ cúi xuống, cằm chạm ngực. Cong lưng hết cỡ. Hít vào. Từ từ võng lưng xuống. Đầu ngửa, mắt nhìn trần. Nín thở 8 giây. Thở ra và từ từ cúi đầu xuống, cằm chạm ngực, cong lưng hết cỡ. Thở ra hết. Hít vào. Thở ra và từ từ cong lưng lên, cằm chạm ngực. Hít vào thật sâu. Thở ra và từ từ cúi đầu xuống, cằm chạm ngực, cong lưng hết cỡ. Tiếp theo chúng ta sẽ tập Asana châu chấu. Asana châu chấu có tác dụng làm khỏe cột sống. Và đối với những người bị bệnh trĩ thì Asana này có tác dụng rất tốt để điều trị bệnh trĩ. Xin mời nằm tay phải áp hàm, thư giãn. Để bắt đầu, hai chân khép lại, cằm chống thảm, nắm hai tay lại đặt dưới đùi, cằm sẽ làm điểm tựa. Hít vào, từ từ nhấc hai chân lên. Xin lưu ý khi nhấc chân, chân phải thẳng. Đầu tiên chúng ta có thể mới bắt đầu tập thì chúng ta sẽ tạo một góc 30 độ so với mặt thảm, và dần dần khi tập nhiều chúng ta sẽ tạo góc cao hơn. Chúng ta thở đều. Từ ban đầu thì 10 giây, sau đó nâng 20 giây và 30 giây với khả năng có thể. Thôi, từ từ hạ chân xuống, trở về tư thế ban đầu, thư giãn. Asana châu chấu chúng ta sẽ tập 4 lần. Sau đó thì chúng ta lại ngồi dậy và đã kết thúc bài tập tốt cho cuộc sống ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ tập Asana châu chấu. Asana này tốt cho khớp lưng, eo và chống sút. Nắm lại, đặt dưới đùi. Hít vào. Từ từ nâng chân lên, tạo một góc 30 độ so với mặt thảm. Thở bình thường, giữ tư thế 30 giây. Từ từ hạ chân xuống, trở về tư thế ban đầu. Thư giãn. Khi tập Asana kết hợp với thở và tập trung tư tưởng thì sẽ kích thích các tuyến trong cơ thể, đồng thời sẽ sản sinh ra các hormone đặc biệt và chất dầu tự nhiên. Khi xoa bóp thì các hormone này và chất dầu sẽ thấm vào da, đẩy đến từng tế bào, có tác dụng hữu ích cho các tế bào. Bây giờ chúng ta bắt đầu xoa bóp. Chúng ta xoa nóng hai lòng bàn tay. Xoa bóp phần đỉnh đầu, luồn hai tay, vuốt dọc từ trán ra đến sau gáy, vừa xoa bóp cho đến dưới. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, xin mời nằm xuống theo tư thế xác chết, thư giãn. Thư giãn giúp ta xả bỏ mọi căng thẳng thể xác và tâm lý. Khi tâm của con người bình yên và thanh tịnh, không có mọi phiền muộn hoặc nguy hại nào có thể xâm nhập được. Nhờ vậy, năng lực bên trong còn nguyên vẹn và không bị hao tổn. Nằm thẳng lưng trên thảm như một đứa trẻ. Thả lỏng cơ thể và từ từ nhắm mắt lại. Tưởng tượng các cơ trải dài ra trên thảm. Không khí xung quanh ta thật trong lành và hãy chú ý vào hơi thở. Hít thở sâu, đều, chậm. Thở bằng cơ hoành. Khi hít vào thì phình bụng ra. Tưởng tượng bạn đang hít vào năng lượng của vũ trụ vào trong từng tế bào của thân thể bạn. Tâm trí và thể xác của bạn đang được nạp đầy năng lượng, rửa sạch và cuốn đi tất cả mọi căng thẳng và tiêu cực bên trong lẫn bên ngoài. Cảm thấy chính mình tràn đầy năng lượng. Năng lượng thanh lọc này tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông của cơ thể bạn, làm bạn tràn đầy với niềm vui và tình thương. Hãy tập trung chú ý vào phần rốn. Hít vào, phình bụng ra. Thở ra, thoát bụng lại. Thở ra hết. Ấm áp. Hơi ấm của hai tay cùng hơi ấm của cơ thể lan tỏa dần tới cằm, tới môi, tới mũi, tới mặt và tràn xuống hai bên má. Các cơ trên mặt hoàn toàn thư giãn. Nét mặt thật nhẹ nhàng, thanh thản. Hơi ấm lan tỏa sang hai tai, ra sau gáy và lên tới đỉnh đầu. An và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ nhàng. Thưa quý vị, thời lượng phát sóng của chương trình đã trôi qua thật nhanh. Trước khi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình lần sau, rất mong quý vị lưu ý rằng chúng ta chỉ nên tập các động tác yoga trước hoặc sau bữa ăn từ 2,5 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ và chỉ tập khi hơi thở hoàn toàn thông suốt. Địa điểm tập nên chọn nơi thoáng mát. Và trong quá trình thực hành các động tác tư thế yoga, nếu quý vị có điều gì băn khoăn, cần được giải đáp hoặc tư vấn, xin quý vị hãy gửi thư về chương trình Yoga Sự Trải Nghiệm, Trung tâm Sản xuất Truyền hình AVG, địa chỉ 465B Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Email sứckhoẻ và hạnh phúc@avien.vn. Chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị vào số phát sóng cuối tuần. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Anh bấm liên tục cho em đi. Không cần vào khuôn hình hay gì đâu. Bấm liên tục điều hình nào hay hình đấy. Có động tác nào không? Con chim. Con chim đi, con chim. Con chim bồ câu bé nhỏ. Đâu đâu. Bà ghế đấy anh đi vô. Có một đây thôi cả, một dưới đây. Cả dưới đây, đôi kẹp đây rồi. Rồi lửa lên nhé.